Ví dụ cái câu hãy trả lại cuộc, hãy trả lời cuộc đời. Khi tôi không còn nữa, sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi. Người ơi và từng ơi. Nhiều khi mình nghe nhưng mình chưa hiểu. Hôm nào yên lặng thôi. Ta nghiêng vai nghe lại cuộc đời. Thì câu kế là gì? Thì hải hùng. Thí dụ vậy. Không lắng thì không thể nghe. Có một cái bài thơ của một vị thiền sư: ô hay, ai bảo rằng U Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở. Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Đâu có cần, đâu có cần 3 triệu năm mới có hoa đặc biệt nở đó. Ô hay, ai bảo rằng U Bát Đa La triệu năm mới có một lần nở? Có chiếc tai nào chịu lắng mà lại không nghe? Chỉ cần mình chịu lắng xuống thì tất cả những cái gì mình nghe, nghe rất kỹ, nghe rất rõ. Cho nên mình mới có một vị Bồ Tát biểu tượng cho nó: Quán Thế Âm. Chữ quán là quán xét, là tìm tòi, là lắng nhìn, lắng nghe. Thí dụ vậy. Và hôm nào quý vị mà tóe ra được cái đó, cái từ ô quang minh xuất hiện, mình mà tức cái là nó phải tối. Tức tối, có ai tức sáng đâu. Tức lên rồi thì tâm trí mình nó tối tăm, lời nói mình nó dở, hành động mình nó dở, mà làm cho biết bao nhiêu cái đổ vỡ. Cho nên tức tối. Người nào mà tức xong rồi ấy, mà có người nào mà tức mà không có thể hiện, cho nên phải thêm cành hồng. Tức cành hồng, đập cái máy móc gì mà kỳ, bực cái máy mà quên mình vẫn đã định nghĩa nó máy móc. Máy thì phải móc. Đặt mình đập cái máy mà mình tức nó, mà mình đã định nghĩa được nó rồi. Máy móc gì mà kỳ, đã nói nó móc rồi còn gì phải lo. Tiền bạc gì đâu. Đã định nghĩa được nó rồi. Tiền là bạc. Tàu bè đi phát chán. Ủa, mình đã định nghĩa nó rồi. Tao thì phải bè, phải không? Bạn bè, bè là kẹn rồi. Còn bạn mà rất là thân, mà thân ai nấy lo. Cho đó cũng bạn thân đó nha. Giờ mà hữu sự thì thân ai nấy lo. Cho nên thỉnh thoảng trong cuộc sống đó, những cái câu nói trong đời sống hàng ngày, lâu lâu quý vị lấy cái câu đó ra, quý vị làm một cái thoại đầu. Tại sao nó nói như người ta nói vậy? Thì một ngày nào đó, có thể trong cuộc sống mình đụng chạm một cái gì nó vỡ lẽ ra, quang minh xuất hiện. Thì khi mà mình tu tập á, mình cũng nhìn vào trong cái tâm tư của mình, những cái niệm lành của mình nó sinh khởi nhiều không. Nếu nó có thì mình biết rằng mình đang có những ánh sáng của quang minh. Tại vì đôi khi mình cứ nói ráng gieo trồng căn lành, gieo duyên, vân vân. Hay là mình nói thôi ráng tu đi, để làm tư lương, mai mốt mình đi về cõi Phật. Nhưng mà mình nói vậy thôi, nhưng mình không biết cái gì để phải ban thêm. Tại vì theo cái nghĩa của chữ, chữ tư là giúp đỡ, chữ lương là lương thực, tư lương là mình mang lương thực đi theo,
để nó giúp đỡ mình trong những lúc mình đói cào. Bây giờ hồi xưa trong phim Tàu xưa, lương khô, lương là thức ăn, mà bánh bao đó không có nhân nha, tại có nhân là nó dễ hư lắm, cho nên bột thôi, bánh bột không thôi, hấp xong rồi để cho nó khô rồi đem theo vậy đó. Rồi cái tới hồi đói bụng á là đem ra cạp cái bánh đó uống nước cho nó nở ra cái non. Mà ngày nay mình lương khô của mình đa dạng hơn canola bar. Mà chẳng những vậy mà người ta làm mix nuts, ăn một cây đó là nhìn vô coi 220 calorie ăn vô là calorie đầy đủ. Chỉ cần thả một cây lương khô đó, gọi là sáng nay đi có đem người hàng già, con có tư lương. Tư là giúp đỡ, lương là lương thực. Nói theo nghĩa hẹp, còn nói theo nghĩa rộng là những cái gì mà nó có thể giúp đỡ cho mình thành tựu được trong đời sống của chúng ta, nhất là đạo hạnh của mình, cái đó đều là tư lương hết. Nhưng mà nó là những cái tư lương thuộc về căn lành. Căn lành. Bây giờ mình đi du lịch, mình cũng chuẩn bị một cái gói hành lý và mình mang những cái dụng cụ cần thiết nhất, đúng không? Thường thường mình đi travel là mang những gì cần thiết nhất, chứ không có ai mà xách trong một cái giỏ mình mà không có những cái gì. Thí dụ như mình đi mùa hè thì mình mang những cái dụng cụ gì mà mùa hè có thể sử dụng. Và mình đi cắm trại thì mình biết phải mang theo thuốc muỗi hay là nón gì đó. Mình mà đi bây giờ mà quý vị mà đi qua đây mà quý vị đi dự khóa tu này mà dở qua ly quý vị ra là nhất định là áo vạt hò, áo tràng gì gì đó, chứ không có ai mà mang dài cao gót mang áo đầm, ví dụ vậy. Đó là tư lương của mình. Hôm qua có bà bị lạc cái hành lý, mấy vị hỏi gì chứ thầy có gì quý đó không? Đối với mình mà quý, mà em nào mở ra thì không có quý gì trong, có mấy bộ đồ mà với mình thì nó quý lắm, tại không có là mình không có gì để dùng đó. Nào là kinh sách hay là chuỗi hay là áo vạt khò hay là điệp giới quy y gì, đặc biệt là chỉ có cái máy thâu thôi. Cho nên là mỗi người chúng ta đi đâu cũng có một cái gói hành lý mà chúng ta thường gọi là tương đương. Vậy thì bây giờ mình nghiệm lại, mình nghiệm lại là trong tâm thức, trong đời sống của mình, mình nói là mình tu tập, mình muốn thành tựu được sự tu tập, thì trong cái sự tu tập này mình có những cái tư lương gì cho mình không? Mà trong kinh Đại Bảo Tích gọi là quang minh. Quý vị biết Pháp Hòa đọc tới cái phẩm kinh này, nội có bốn cái chữ là xuất hiện quang minh. Mà đọc tới đọc lui cái phẩm kinh, rồi một ngày nọ tự nhiên mình đang ngồi xuống cái bàn thì mình bốn cái chữ xuất hiện quang minh nó lại mở ra hết những cánh cửa cho mình. Vì vậy cho nên hôm nay Pháp Hòa trích đoạn kinh đó để Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Bây giờ mình nghiệm coi mình tu tập và trong cái tâm thức của mình, mình có được những cái quang minh này, những ánh sáng này. Tại vì quý vị thường nghe dùng từ hào quang đó. Chữ hào là gì? Quang là ánh sáng rồi, chữ hào là nó nhỏ lắm, từng sợi nó tuôn ra, cho nên gọi là hào quang. Vì vậy mà khi mà người ta làm hào quang đó, mà cho tượng của Đức Phật đó, người ta làm đó, nó tuôn ra từng sợi mà rất mỏng, cái đó là cái hào quang chính thức đó. Còn bây giờ có nhiều cái hào quang đó, nó chớp chỗ này, nó chớp chỗ kia, giật tối. Coi hồi đi theo mình nhìn cái hào quang đó hồi là phải thêm mắt kiếm loạn quá. Thành thử làm cho nhiều khi người ta chỉ nghĩ đến cái chuyện mà làm cho cái ánh sáng phía sau Phật, nhưng mà người ta không hiểu được cái chữ hào quang.
mà người ta hiểu được chữ hào quang thì người ta sẽ làm cái hào quang cho nó đúng chữ. Cho quý vị biết mà người ta tạc tượng Đức Quan Âm đó, người ta tạc tượng Đức Đại Thế Chí, người ta tạc tượng Đức Phật A Di Đà. Nếu mà các vị đó người ta muốn biết thân tướng của Quan Âm Thế Chí như thế nào, người ta phải dở lại trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Vì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có diễn tả đầy đủ đức tướng của Đức Quan Âm Đức Thế Chí, ngài đội mão như thế nào, và ở trên cái mão của ngài có ai ngồi ở trên cái mão đó, thí dụ vậy. Cho nên bây giờ quý vị thấy trên cái mão của Đức Quan Âm ở đội có một cái hình Phật nhỏ nhỏ đó, cái đó gọi là hóa Phật. Bồ Tát là làm hạnh của Bồ Tát. Mình làm hạnh Bồ Tát thì lúc nào Phật cũng ngự trên đỉnh đầu của mình. Để làm chi? Để mình lấy Phật làm tiêu chí. Lấy Phật làm tiêu chí. Vì vậy mà người Phật tử mình khi mình lấy Phật cũng vậy, chấp tay thì chấp ở đây nè, phải không? Nhưng mà khi mình lấy Phật thì mình đưa cái tay mình lên đâu? Cuối cùng mình phải đưa lên cái cao tột nhất. Muốn được cái cao tột này phải hạ cả cái bản ngã của mình xuống. Và khi mình để đây là thân nè, đi ngang miệng là khẩu nè, đưa lên trán là ý nè. Thân, khẩu, ý, thanh tịnh, tịnh lại. Và đưa lên cái đỉnh này, còn để nói lên cái chữ của chúng ta thường nữa là chí tâm đảnh lễ. Đảnh là cái này nè, cái đỉnh của mình nè. Lấy cái đỉnh của mình mà lễ Phật, chứ không là đỉnh lễ hay là đảnh lễ. Cái đảnh là cái chỗ cao nhất của đầu mình. Lấy cái đảnh này mà lại thân, nói về thân lấy cái đảnh mà lại, nói về tâm lấy cái chỗ chí hướng. Chí hướng là gì? Cái tâm của mình bây giờ nó chỉ chí về một chỗ thôi, nó hướng về một chỗ thôi, không còn chạy đâu nữa. Nội bốn chữ chí tâm lãnh lễ nó nói lên được cả thân và tâm của chúng ta, chứ đâu phải bình thường. Vậy thì trong tất cả những từ ngữ đó, nó chuyên chở cái sự tu tập của chúng ta trong đó. Cho nên mình tụng mỗi một câu kinh đó, mà mình đi theo được những cái câu kinh đó, tự nhiên mình lời kinh thân tướng trên. Cũng giống như ở đây có quý vị nào xem các thầy chẩn tế không? Xem chẩn tế của hồn. Cái vị thầy mà chánh lên, mà lên mà cái vị sám chủ mà lên, đại chúng ở dưới này tán cái bài mà thân Phật thanh tịnh như lưu ly, Phật diện do như mãn nguyệt, thì cái vị đó sẽ bắt ấn và thư họa theo cái lời kinh. Mình đứng ở dưới này mình thấy ông múa vậy đó, nhưng mà thật sự ông múa theo dưới hát đó. Thì mình muốn ấy, khánh sổ ra rồi, chí tâm đảnh lễ, là ông còn ngó tới nó luôn nữa nha. Sao tới trễ vậy? Ta nói chí tâm đảnh lễ rồi mà còn hỏi bà kia tới trễ tới sớm gì nữa. Ta mới vừa xong chí tâm lễ, ngó qua thấy anh bạn kế bên đậu xe tới tôi không. Đây là chưa chí tâm mà. Tâm chưa chí, mặc dù sắp sửa sẽ lấy đảnh để lễ Phật. Cho nên nghe cả bốn chữ chí tâm, tâm mình không còn rong ruổi đâu nữa đó. Nó phải hiệp lại một chỗ. Cho nên người Hoa gọi chắp tay là hiệp thập. Thập là 10 ngón tay. Bây giờ mình lấy 10 ngón tay mình hiệp lại một chỗ, gọi là hiệp thập. Hoặc là đây là một bàn tay, là một chưởng. Hai chưởng mà hợp lại kêu là hợp chưởng, thấy không? Còn người nào mà lãng quạng thì mình mới tung chưởng. Chưởng là một bàn tay, hợp chưởng. Cho quý thầy, quý vị thấy quý hòa thượng mỗi lễ lớn đội cái mão không? Cái mão cao cao đó,
Cái mão đó gọi là mão hiệp trưởng. Giống hai bàn tay không? Giống hai bàn tay hợp lại không? Đó, mão hiệp trưởng đó. Mão đó là do một vị hoàng đế, do bước vào chánh điện mà thấy Chư Tăng chắp tay đẹp quá, và vị đó đã sáng chế ra cái mão đó. Và ngày xưa là cái mão đó chỉ dâng cho quốc sư thôi, tại vì các quan vô trong triều đó, ai cũng có mão hết, phải không? Tại vì đi vào trong triều đình mà chầu vua đó, mà nói lên cái chỗ mà gọi là kính trọng đó, thì quan là phải có gì? Quan bào, cân đai, áo mão. Cho nên người ta thường gọi chung là gì? Áo mão cân đai. Vô trong triều là phải đầy đủ cái đó. Mà bây giờ quốc sư là thầy của vua mà mặt thường quá rồi, đầu đã không tóc rồi mà không có gì đổi hết. Cho nên ông mới chế cái màu đó để dâng cho vua, dâng cho vị thầy của mình, để mỗi lần vào trong triều thì đổi cho nó để cho trang nghiêm. Quý vị có coi phim Tàu không? Có coi phim Nhà Thanh không? Mấy ông quan Nhà Thanh là ông nào cũng phải đeo sâu chuỗi, phải không? Phải không? Thành thử ra khi mà các hòa thượng mà vô trong triều đó, mặc tăng bào không có đeo chuỗi, thì vua mới làm được sâu chuỗi dâng cho vua, cho thầy của mình để đeo sâu chuỗi đó vô. Và kể từ đó về sau bắt đầu mình đeo sâu chuỗi trong cổ. Ta nói vậy để cho nó có lý do. Thế mình hiểu như vậy á, không đeo cũng không gọi là thiếu, mà có đeo cũng không gọi là đúng. Anh thích thì anh cứ đeo, anh không thích anh quấn tay cũng được. Thí dụ vậy, mình hiểu cái chỗ đó thôi. Quý vị thờ thần tài thổ địa, không nhất thiết phải thờ dưới đất. Mình không có chỗ mình để trên kệ mình thờ cũng không sao hết. Thật ra đúng ra là thần tài thổ địa là thờ trên bàn thờ chứ đâu phải thờ dưới đất. Nhưng mà một ngày nọ, ông vua Càn Long ông đi vào trong một cái quán ăn hết ghế ngồi, nhìn tới nhìn lui thì có cái chỗ, cái bàn của ông thần tài thổ địa có chỗ, ông mới xách thần tài thổ địa ông chỉ để dưới đất. Ông để dưới đất rồi để ông lấy cái chỗ đó ông dùng, ông ngồi uống trà ông ăn. Rồi khi mà ông ra đi rồi, người ta mới bưng thần tài thổ địa, người ta đem trở lại, tối lại thấy thần tài thổ địa nhào đất ngồi tiếp. Nói lại sao? Vua đã phán là không dám cãi. Cái đó là cái thời phong kiến. Người ta nói lên cái ý nghĩa là vua là người có quyền quyết định tất cả, thần thánh cũng phải nghe. Cho nên Tây Du Ký cũng một cái chữ vậy đó. Vua là phải có quyền quyết định đó. Cho nên nó xuất hiện một nhân vật muốn cãi lại cái ý đó. Nhân vật đó tên là Tề Thiên Đại Thánh. Tề là bằng. Mình không chấp nhận cái số phận mà lúc nào phải lon cuối cái chuyện đó. Cho nên mình phải đưa cái trí của mình lên cao để bằng trời. Gọi là Tề Thiên Đại Thánh, là ông thánh này. Hãy ý nói là tôi đây cũng đủ khả năng để ngang trời. Nhưng mà trời làm gì làm cũng không qua Phật. Cho nên á, trời cũng phải bị ông Tề Thiên ông rượt chui xuống bàn. Dở không? Chui xuống bàn dở màn lên cho mời Phật Tổ Như Lai. Lúc đó Phật Tổ Như Lai tới. Thật ra những cái câu chuyện đó tùy theo cái nhìn của mình. Cái người viết câu chuyện đó và người ta sống vào cái thời phong kiến, lúc nào người ta cũng bị áp đặt, mình phải chịu dưới vua. Nhưng mà một con người ấy, người ta có một cái ý chí, người ta muốn vươn lên, cho nên nó vượt tất cả mọi cái thành kiến đó. Cho nên Tề Thiên Đại Thánh là một nhân vật hư cấu, nó chỉ biểu tượng cho có bà cái bản năng của con người thôi. Bát giới Sa Tăng cũng thế thôi,
Cho nên ngày nay mình làm cái tượng mà ổng mà mình thờ đó, là mình thờ một cái nhân vật hư cấu chứ không có thật trong lịch sử. Người mà có thật trong lịch sử đi thỉnh kinh Trung Quốc chỉ có ngài Huyền Trang thôi. Và chuyến đi của ngài rất là du khê. Và không phải ngài chỉ tới đó ngài ở, ngài đi thỉnh kinh không, mà ngài còn ở tại Ấn Độ 10 năm để mà học tiếng Phạn và học với các vị sư lỗi lạc thời đó, để rồi ngài trở về thành Trường An, ngài mở ra một cái trung tâm dịch kinh. Và thời gian của ngài tổng cộng là 17 năm. Đi và về là 7 năm, 10 năm ở học, 17 năm trường, cộng thêm 19 năm dịch kinh của ngài. Và cái bộ kinh cuối cùng ngài dịch đó là bộ Đại Bát Nhã, mà ngày nay mình đọc cái bản toát yếu đó, tóm tắt Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh gồm có 260 mấy chữ đó. Đó là bản kinh thâu gọn của tất cả tinh túy của giáo lý Bát Nhã. Cho nên nó gọi là tâm kinh, là cái kinh ruột, kinh toát yếu của hệ thống 600 quyển Bát Nhã. Pháp Hòa giới thiệu một chút để rồi đại chúng mới thấy là khi mình tu tập á, nhiều khi mình thu gom lại một chút chút rồi mình mới thành tựu được. Cũng giống như mình hay nói, góp gió làm bão, mỗi người một viên gạch bịch cát vậy đó, để làm nên một căn nhà ví dụ vậy. Thì sự tu tập của mình cũng vậy, mỗi ngày mình vẫn gieo trồng một chút căn lành ở trong cái tâm thức của mình. Thì đây là cái phẩm gọi là xuất hiện quang minh trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh thì dài lắm, Pháp Hòa chỉ trích một đoạn thôi. Bây giờ Đức Phật dạy á, nếu mà mình muốn thành tựu viên mãn quang minh thì đây là những điều mà chúng ta lấy nó làm cái tư lương, lấy cái căn lành này làm tư lương để nó tỏa ra một cái ánh sáng lớn. Thứ nhất là hộ niệm chúng sanh. Chữ hộ là bảo hộ, chữ niệm là nhớ nghĩ, mình luôn luôn nhớ nghĩ và bảo hộ. Cho nên nhà Phật dùng cái từ hộ niệm, mà không phải hộ niệm đám tang. Bây giờ mình hiểu nghĩa chữ hộ niệm tự như một cái nghĩa nó rộng vậy đó, một cái nghĩa tu tập rộng lớn, cái tự nhiên mình gom nó thành còn có một chữ hộ niệm tăng lễ thôi. Mình nghe chữ hộ niệm sợ lắm. Nhưng mà đám cưới cũng cần hộ niệm, đám hỏi cũng hộ niệm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị nhìn Pháp Hòa lên, nhìn lên Pháp Hòa, cái quý vị thấy Pháp Hòa ăn khó tiêu mệt mỏi, lát quý vị cho viên kẹo ngậm, quý vị cho ly nước chanh, hộ niệm là đó là chứ gì nữa. Mình nghĩ tới người đó và mình hiểu được hoàn cảnh của người đó để mình hộ trì cho người đó. Cho nên trong cuộc sống của mình đó, có nhiều khi mình nhìn mỗi người để mình nhận ra được những cái gì đang vui buồn ở nơi người đó, để ít nhiều mình đưa cái tâm mình đến hộ niệm cho người đó. Thường thường mà mình muốn biết người đó làm sao, mình nhìn vô cái gì để mình biết phần lớn? Hả? Đúng rồi. Mà cái mặt của mình là tiếng Việt gọi là cái gì? Gương mặt. Phải không? Gương là cái reflect, cái kiến nó xoay. Người ta vui, buồn, thương, ghét, giận, tức, ai nó hiện lên cái gương đó. Mình nhìn vô cái mặt đó để mình thấy. Đồng thời mình nhìn ta để mình soi mình, cho nên người đó cũng là gương mặt. Cho tiếng Việt mình dùng chữ gương mặt, mà tiếng Anh nó chỉ có một chữ là face, tiếng phổ thông là mien, nhưng mà đặc biệt tiếng Việt phải hai chữ gương mặt. Nhìn cái diện mạo người đó, nhìn cái diện mạo, cái tướng mạo của mặt,
để mình biết người đó vui buồn đau khổ như thế nào, để mình đến mình hộ niệm. Nếu mà lúc nào mà trong tâm mình có được một chút tâm ý muốn hộ niệm thì biết đây là chút, có chút cần làm nữa. Ví dụ mình á, thường thường mình thấy người kia ngồi với thầy đang ngồi nói chuyện, sao cái người đó khóc thúc thích, mình tự động mình đi lấy giấy giấy tí xương mình đưa người ta, phải không? Mình đi tới đâu mình thấy người ta ngồi người ta khóc mà không có giấy, cái mình lại mình lấy giấy mình đưa người ta, thì cái hành động đó là hành động của hộ niệm. Người ta khóc người ta không có giấy chùi, nhiều khi người ta đang ngồi người ta ăn cho người ta nứt bụng, mình thấy vậy cái mình đứng dậy mình rót cái nước mình đưa người ta hộ niệm. Cái bác kia chống gậy lên trên chánh điện đây run rẩy, mình đi sao mình thấy mình đi nhanh chân một chút mình tới mình đỡ bác lên. Tội nghiệp thầy Đồng Đăng, mấy ngày nay phải qua tới, mỗi lần qua lên cầu thang để cái thứ chạy theo phải đỡ mình mắc cỡ muốn chết. Sáng mới nói trời ơi ông ơi ông làm ớn quá. Ông già rồi đó, ông trẻ. Nhưng mà quý vị biết không, có một lần Pháp Hòa đi Hoàng Sơn ở Trung Quốc, một mình Pháp Hòa mà 5 người đỡ. Mà cách đây là 10 năm về trước, Pháp Hòa không có lên độ cao được. Cái thời gian mà ở bên Bhutan đó, trước khi qua Bhutan là Pháp Hòa phải uống thuốc một tuần lễ. Khi mà mình chuẩn bị mình lên cái độ cao uống một tuần lễ, mà nó đâu có tác dụng gì bao nhiêu. Qua tới bên bển là ngày nào cái đầu của mình với tay của mình nó tê suốt vậy. Rồi khi mình trở về xuống Ấn Độ á, mấy ngày sau là nó trở lại bình thường, mình không lên được mấy cái chỗ cao. Có lẽ thầy cũng hiểu như vậy đó. Và thầy biết rằng thầy có một cái thân tướng hộ pháp. Mình tức cười vậy đó, mình lên bình thường cái tự nhiên thấy đâu thì thấy, thầy tới thì nắm tay để đỡ lên, giống như hòa thượng mà sắp sửa lên hộ niệm. Thì bây giờ quý vị cứ để ý, khi nào mình thấy trong lòng của mình, trong lòng mình thấy một ai mà có một cái gì đó mà mình tự nhiên mình khởi nghĩ đến người đó, mình muốn nâng đỡ người đó, giúp đỡ người đó, thì mình biết rằng mình xuất hiện được một ánh sáng căn lành trong tâm mình là mình có cái lòng hộ niệm. Rồi cộng thêm á, một cái người nếu mình nhìn một người bạn của mình, mình nhìn một người bạn mình nó thay vì mình khởi cái rồi nịnh bợ vậy, tự nhiên ta tới ta làm mà mình không làm, mà ta nịnh diện miếng giấy chùi mũi á. Hiểu ý không? Tức là nhiều khi cái tâm của mình thay vì nó xuất hiện những ánh quang minh, nhưng mà nó không xuất hiện những quang minh như vậy, mà trong cuộc sống nó cứ nhan nhản những cái ánh sáng nó rất là tối tăm. Mà chính tối tâm như vậy đó, cho nên mình mãi sống trong vô minh. Cho nên Đức Phật dạy mọi nguyên nhân, cái gọi nguyên nhân của khổ đau, của luân hồi sanh tử không gì ngoài vô minh. Khi con người mà cái chuyện rất bình thường thôi, nhưng mà họ lại nghĩ nó mốt méo đi. Mà trong khi đó một cái chuyện đơn giản, thay vì mình nghĩ trời hay quá, tôi định lấy giấy cho cái chị đó chùi, cái anh đó chùi nước mắt, lau nước mắt mà tôi chưa kịp mà người kia lấy rồi. Thậm chí chân mình yếu mình chưa kịp lấy ly nước, một ai trẻ hơn khỏe hơn lấy ly nước cho người kia, mình người kia xuất hiện một ánh quang minh hộ niệm, thì mình ở đây xuất hiện một ánh quang minh gì? Tùy hỷ. Hôm qua mình học đó, mình thấy cái niềm vui của người khác mình tùy hỷ, là mình biết rằng trong tâm mình thiện lành, không có ganh tị, không có nói những lời khó nghe. Hộ niệm. Điều thứ hai, không có lòng tổn hại. Thí dụ như mình thấy vậy rồi mình nói cái lời nói, có phải mình tổn hại? Điều thứ ba là với giới cấm thanh tịnh thì không kém khuyết. Cái chữ này trong kinh luật hay dùng khiếm khuyết, tức là mình còn chút nào nó chưa có trọn vẹn trong cái việc đó. Thì đối với các cái giới thanh tịnh đó, mình ráng mình làm cho nó không có khiếm. Thứ tư đến là gì? Tâm thường bình đẳng.
Pháp Hòa hay ví dụ chữ bình đẳng. Nhiều khi mình nghĩ mình bình đẳng là mình phải đối xử đồng đều, nhưng mà trong trường hợp cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta có tư duy thì đôi khi chúng ta thấy hành động không đồng đều, nhưng mà cái tâm nó đồng đều. Sở dĩ hành động không đồng đều là vì cái tâm có quán chiếu để thấy. Pháp Hòa ví dụ, mình có hai đứa con, nhưng một đứa nó lanh lợi, nó tự lo cho nó được, một đứa thì cái gì mình cũng phải quan tâm. Vậy thì, nhưng mà hai đứa con này đều là con mình, trên căn bản tình thương mình có thương giống không? Nhưng mà cái cách mà mình phải chăm sóc lo lắng có khác không? Khác. Cái đứa mà nó lanh lợi, nó biết tự lo thì mình đâu phải lo nhiều, nhưng mà cái đứa mà việc gì mình cũng phải quan tâm thì. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ, cái tâm thương của cha mẹ, của người thầy, nó giống như là cái đáy biển, nó bằng phẳng như vậy. Nhưng mà ở trên mặt biển á, thì nó nhấp nhô theo từng cái cơn gió. Cũng như thế, mình cũng sẽ tùy duyên, tùy hoàn cảnh của mỗi người con mà mình có. Cái đứa mà nó thiếu thốn thì dĩ nhiên cha mẹ phải rót nhiều hơn cho nó rồi, tại nó thiếu thốn. Thậm chí có nhiều đứa con đông, nhà nghèo, làm ăn không được, còn người kia con ít mà làm ăn nên, thì thôi mình phải nhẹ bên kia. Rồi nhiều khi, đôi khi mình cũng phải xin bên kia, mình rót ở bên này. Nhưng mà rốt cuộc tất cả cái đó nó cũng chỉ vì tình thương thôi. Nhìn thì có vẻ không bình đẳng đó, nhưng mà thiệt sự ra thì không phải là không bình đẳng, mà mình biết tùy theo mọi cái hoàn cảnh của mỗi người mình được. Quý vị múc thức ăn, tâm bình đẳng chứ. Nhưng mà một bà cụ đi tới thì mình đưa ít thôi. Trời, đưa cho bà cụ bằng đứa thanh niên ăn vậy đó. Chứ mình đưa vậy nó để chi vậy? Bình đẳng. Cái này mình đẳng, bình đẳng mà mình không có hiểu. Mình phải nhìn đối tượng ăn chứ. Cái người già ta đâu có ăn bao nhiêu, mà thậm chí người già mình có nhiều, mình họ làm việc gì mình cũng phải nhờ việc, nhưng mà mình phải lựa sức người ta mình đưa. Bà già thì đưa lơ khiên gạch, nít thì bưng rau cải. Quý vị hiểu ý không? Tức là bình đẳng đó. Mình phát thức ăn là bình đẳng, nhưng mình tùy đối tượng. Con nít nó nhỏ quá, nó ăn cũng không nhiều, để ít thôi. Và thậm chí còn phải lựa món ăn nào nó có thể ăn. Thường thường ở trong khóa tu cho con nít đó, là thức ăn của con nít nó sẽ khác hơn thức ăn của khóa tu người lớn. Thức ăn của người lớn đó là nào, là thế nào cũng phải có miếng rau luộc, có miếng nước tương kho, tô cháo quậy là thôi hạnh phúc rồi. Nhưng mà một con nít mà mình cho nó vô tu kiểu này đó, chỉ một ngày thôi nó gọi má nó rước về, phải nấu đủ các món mà tuổi trẻ nó thích. Vậy thì cái hành động nó có khác, nhưng mà bình đẳng không? Bình đẳng. Cho nên cái chữ bình đẳng đó không có phải là lúc nào mình cũng đối xử giống nhau, nhưng mà trong cái đối xử giống nhau phải có tự giác, phải có chánh niệm. Cũng không có tâm sang tật tham cuốn. Đây là bốn cái tâm bất thiện. Sang là gì? Chữ sang là keo kiết, sang tham. Chữ sang là mình keo kiết. Mà thế nào gọi là keo kiết? Thí dụ như mình tham cái gì mình muốn gom là tham. Còn sang nó còn hơn tham nữa. Chỉ muốn xài của người mà không muốn xài của mình. Cái đó gọi là sang. Mà thí dụ như trong kinh nói là có năm thứ sang. Sang chỗ ở nè. Có nhiều khi sang bạn bè nữa. Mình quen một người bạn tốt, không muốn giới thiệu cho ai hết, tại sợ người ta cũng quen rồi tình cảm bị chia chác. Một người đó biết mình thôi, muốn mà giới thiệu cho người khác thì người khác quen rồi tình cảm sẽ sớm chia, và thậm chí người này có nhiều cái cho mình mà sợ biết được thêm người thì lấy sẽ mai mốt mình sẽ nhận ít lại. Sang giáo pháp. Cho nên ở trong cái kinh, trong cái bài cúng cô hồn đó, trong cái bài cúng cô hồn chỉ nhắm tới gì? Nguyện giai bảo mãn xả sang tham.
nguyện các vị cô hồn đều no đủ mà bỏ cái sanh thân. Thường thường á, mình mà đói bụng á, lấy thức ăn khác, mình no rồi lấy thức ăn khác, mà ngán rồi lấy khác, no đói và ngán, thậm chí chê dở lấy khác. Cho nên các vị, người ta ta tùy vào những cái, nhiều khi mình đói bụng đó là bắt đầu mình lấy thôi là lấy, nhưng mà ăn đó là ăn nhanh mà cảm thấy là mình rất đói, nhưng mà khi nào mình no rồi nhìn biết liền. Và bữa nào mà ngán rồi là nhìn còn biết giữ nữa. Thí dụ vậy. Cho nên khi mình đủ là liền bỏ cái sang. Nhưng mà có nhiều khi người ta đủ rồi, người ta vẫn muốn gom cất để dành. Cái này chính là cái sang. Không có sang tật. Tật là gì? Tật là tật đố, là ganh tị. Không có tham thì mình biết rồi. Cuốn là gì? Cuốn là dối trá lường gạt. Mình dối trá người ta vừa tình tiền, mà hễ mà dối trá mà có mặt á, thì nó trở ngại sự ngay thẳng ở nơi con người. Chuyện không cần thiết dối trá cũng dối trá, tại nó thành một cái tập nghiệp rồi. Cái chuyện nó không cần nói dối mà cũng cứ nói dối, thì cái đó nó thành ra cuốn. Cho nên là sang tật tham cuốn, không, tâm mình không có cái đó. Vậy đây là cái tâm bất thiện. Sâu tinh kinh điển vi diệu đại thừa. Kinh đại thừa đó là những cái kinh mà nó chứa đựng cái nghĩa lý sâu xa lắm, nhưng mà đôi khi mình không có hiểu thì mình lại chê bai. Thí dụ quý vị đọc kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, nói những cái chuyện mà mình khó chấp nhận lắm, nhưng mà nhớ là có những cái mình không biết, chưa hiểu được cái thâm ý, thì chúng ta không dám vội phê phán, sợ mình có lỗi. Cũng chẳng mến luyến giàu sang kiêu căng phóng dật. Tại sao không mến luyến? Tại vì giàu sang bao lâu? Quý vị nhớ cái câu không? Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng. Và gì nữa? Công danh phú quý cũng chung một thời, của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắc. Vương Khải thạch sùng biết không? Ông Vương Khải dân thạch sùng là hai ông nhà giàu. Hai ông giàu quá rồi giờ không có chuyện gì làm, cái buồn quá rồi bắt đầu đem ra đấu với nhau. Nói gia đình tôi bây giờ tôi với ông đấu đi, thể nhà này có món này mà nhà kia không có là sẽ thua. À, thì cuối cùng cái ông Vương Khải, ông đưa thí dụ đưa ra cái dây chuyền, thì ông thạch sùng cũng có dây chuyền, ông đưa ra cái hột xoàn, ông kia cũng có hột xoàn, cuối cùng Vương Khải đưa ra cái nồi đất, ông thạch sùng không có cái nồi đất. Tại sao biết không? Tại nhà giàu thì nấu toàn nồi inox, nồi class được thôi, chứ đâu có làm gì mà có cái nồi đất. Thì ông thạch sùng ông mới thua hết tài sản cho ông Vương Khải. Ông tức quá, ông mới chết, ông thành con thằng lằn. Bây giờ quý vị có nghe con thằng lằn nó kêu không? Uổng quá, uổng quá. Người Nam thì kêu con thằng lằn, người Bắc là kêu con thạch sùng. Mà thạch sùng chính là tên của một nhân vật, tên là thạch sùng. Vì người, cho nên cái bài sám đó người ta mới lấy hai nhân vật này ra, người ta đưa lên một cái ví dụ. Nhớ xưa Vương Khải thạch sùng, dẫu cho phú quý cũng chung một thời. Một thời thôi, nhưng mà cuối cùng là của đời trả lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắn. Cho nên bây giờ mình có giàu sang phú quý thì mình cũng đừng có dính mắc. Mình biết là tại cái phước hữu lậu mình nó có. Đâu, đời phước mình có cho nên mình có cái này, nhưng mà chính những cái này cũng tạm thôi. Cái đẹp của mình nó mãi mãi không? Cái trẻ của mình nó có mãi không? Cho nên người nào mà dính vào cái đẹp của mình, cái khỏe của mình, cái giàu sang của mình, tiếng Hán Việt trong nhà Phật gọi là kiêu. Kiêu là gì? Kiêu là mình kiêu căng hãnh diện với những gì mình có.
Nhưng mà tại sao không được kêu? Là tại vì những cái mình có nó không có tồn tại, nó không có mãi mãi. Thí dụ mình có sức khỏe, kêu lấn bà già. Thí dụ vậy. Có ngày mình có đi vào cái tuổi này. Cho nên có tuổi trẻ không có kêu, lúc giàu cũng không kêu. Tại vì cuộc đời này không ai bảo đảm mình sẽ giàu mãi. Lúc khỏe cũng không kêu. Cho nên trẻ, đẹp, giàu không kêu. Cho nên kêu, mà nó kêu nó đi với mạng. Mạng là gì? Mạng là mình bị đắm chìm dính mắc với những gì mình chưa có nhưng mình tưởng mình có. Ví dụ bây giờ mình đang ăn khoai lang, sáng nào cũng ăn khoai lang, và mình hay gọi với một cách rất là sang trọng là sáng ăn khoai, cho nên mình khoái ăn sáng. Chờ đi, nào có từ chúng số thì cho anh cái biệt thự. Thí dụ vậy đó, này là mạng nè, chưa có mà cứ nghĩ mình có, ví dụ vậy đó. Mình không có chẳng mến luyến giàu sang kiêu căng phóng dật. Thế mà mình có của đó là mình thường hay phóng dật là gì? Xài xả láng, không có biết suy nghĩ. Chỉ phóng dật là mình buông lung, mình không có thắng được. Mà thường thường con người mình á, có mình mới phóng dật. Thí dụ như mình có của mà không có biết tư duy cách xài, thôi xài xả láng. Cho nên đó, quý vị nào quy y hay hỏi Pháp Hòa đó, vậy cái giới thứ năm có được uống rượu không? Tại giới thứ năm đó không cho uống rượu đó. Thì Pháp Hòa mới giải thích, Pháp Hòa mới nói thí dụ mình trong xã hội của mình, mình còn bạn bè giao tiếp, quý vị có được quyền uống nhưng mà uống xã giao thôi, đừng có uống xã láng. Mà uống xã giao nghĩa là để mà mình mệnh danh là xã giao là mình uống có chừng mực, mà mình xả láng là sẽ khổ. Đầy đủ sức nhẫn nại, chí nguyện không thối thất. Mình tu ai, mình làm gì trong cuộc sống phải có cái chí nguyện. Cũng giống như mình ráng, mình phấn đấu, mình nuôi con mình để cho nó khôn lớn lên người. Nếu mình là một người mẹ độc đơn thân, một người cha đơn thân, thì mình phải có một cái chí nguyện để mình sống. Cũng như các thầy thôi, đi tu mà không có chí nguyện khó tu lắm. Tại vì cuộc sống tu hành nó không có vững chãi. Cho nên mỗi một người tu phải có cái chí nguyện của mình. Chí nguyện của mình đó là đi hoằng pháp lợi sinh. Chí nguyện của mình đó là xây dựng đạo tràng nhiếp chúng, tức là mở chùa nhận chúng để dạy. Chí nguyện của mình đó là lăn xả vào đời để phụng sự xã hội, đó là làm từ thiện xã hội. Nhưng mà quý vị nhớ, dù mình ở trong chùa, mình nhận chúng, mình dạy, mình tu, hay là mình đi thuyết pháp, giảng kinh, hay là mình đi làm việc từ thiện xã hội, mặc dù điều đó nhìn vô là tốt hết, nhưng có bao giờ người ta để mình yên đâu. Cuộc sống đâu bao giờ người ta, mọi việc người ta tán thán ca ngợi hoài đó. Người ta thế nào cũng có những cái lời nói khó nghe, nhưng chí nguyện không kiên cường thì không làm được. Cho nên có chí nguyện phải kiên cường. Cho quý vị nhớ cái bài mà kính mến thầy không? Hôm nay thầy về đây đó, chúng con xin kính mừng thầy trong giờ phút vui này. Vui quá không biết làm gì, chúng không biết làm gì đây. Nhưng mà chúng con nguyện tinh tấn, diệt tan tham sân giận, gì đó, ánh đạo hằng mong tiến lên dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, rồi gì nữa, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Giờ mình tụng cái bài sám nè, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ, con dốc lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm tới bảo thành. Bảo thành là cái chỗ tột cùng mà mình muốn tới. Đặng tự giác, giác tha viên mãn. Trên con đường mình tu, mình tự giác. Nhưng mà trên cái đường đi đó, mình thấy ai có khả năng mình giác được, mình giác luôn. Cái đó gọi là tự giác và giác tha. Tự lợi
lợi tha, tự độ độ tha. Đó là cái lý tưởng của người tu. Cho nên chí nguyện không thối thất, ý thích thanh tịnh ở A Lan Nhã. A Lan Nhã tiếng Phạn là Arana, dịch là tịch tỉnh. Nó có hai trường hợp. Có những cái trường hợp là mình thích ở nơi vắng lặng, đó là mình thích ở. Giống như là mình lên đây mình thích cạnh núi rừng ở đây, mình qua tu viện Tây Thiên, thích tu viện Tây Thiên ở trong farm yên lắng. Ở đây quý vị còn nghe xe của freeway lái, quý vị lên Tây Thiên là không nghe gì hết, lâu lâu nghe tiếng xe lửa thôi. Đó là cảnh của A Lan Nhã đó. Nhưng mà mình thích ở cảnh A Lan Nhã mà mình phải có cái hạnh tu A Lan Nhã. Hạnh tu A Lan Nhã là gì? Là cái hạnh sống đơn giản của mình. Cho nên nó nhiều khi người ta nói ồ thầy đó tu hạnh A Lan Nhã đó, là quý vị biết là quý vị này tu cái hạnh đó, nói theo đơn giản là tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh, mà thật ra thì khổ hạnh thì cái chữ A Lan Nhã là chỉ cho những vị thích sống ở trong cái nơi vắng lặng, yên tĩnh, chẳng nương ở quyến thuộc, lợi dưỡng danh vọng. Thường thường mình quy y đó, quý thầy hay nói vậy nè, quy y, ngày mai đây quý vị quy y phải không? Sẵn quý vị biết chữ quy y nha. Chữ quy là quay trở về, chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y là quay trở về nương tựa. Nhưng mà lâu nay mình nương tựa với ai? Chồng con, gia đình quyến thuộc, bà con. Nhưng mà những cái nương tựa này á, nó khác á. Tại sao phải không? Thương thì ta cho nương, ta cho tựa, mà không thương thì ta rút, phải không? Nhưng mà quý vị nương tựa với Tam Bảo thì không thay đổi. Tại vì bản chất của Tam Bảo là bất cải. Tam Bảo có sáu nghĩa, trong đó có một cái nghĩa là bất cải, là không có thay đổi. Mình có thể thay đổi với Tam Bảo đó. Bệnh tụng hoài không hết bệnh, tự nhiên tôi ra tôi lại cái cục đá kia nó hết bệnh, từ đó về sau không thờ ông Phật, giờ thờ cục đá, ví dụ vậy đó, nhiều lắm. Thế là mình bất cải. Nhưng mà nhưng hoặc là khi mình bệnh á, mình đến mình tìm, mình cầu nguyện, mình làm ghê gớm lắm, nhưng mình khỏe rồi nó không thấy mặt mình, với mình đâu hết trơn. Nhưng bữa nào mình buông cái mình trở lại mình kiếm Phật, là Phật vẫn ngồi yên đó cho mình. Bất cải mà nó đây đó. Nói cách khác là giáo pháp của Đức Phật á, không có hề gọi là kỳ thị ai hết. Người nào khổ cũng có quyền tiếp nhận giống nhau. Cho nên có một hôm á, mới vừa đây lễ Phật đản thì có một bác nọ đạo chúa lên nói thầy, thầy tôi đạo chúa tôi tắm Phật được không? Tôi nói dạ được, ai cũng cần phải tắm. Quý vị hiểu câu đó, nói chuyện thường thôi, nhưng mà suy nghĩ kỹ, tâm ai không cần gột rửa? Đâu phải chỉ Phật tử mới gột rửa, phải không? Ai cũng phải ăn, ai cũng phải tắm, thì ai cũng cần sự thanh tịnh. Tấm Phật chỉ là một biểu tượng gột tạch sạch cái tâm. Hỏi tôi lại Phật được không? Dạ được, tại vì lại là biểu tượng, biểu trưng cho cái tâm thành kính. Vậy thì ngược lại, Phật tử mình bước vô nhà thờ, mình cúi đầu, mình xá chào Đức Chúa được không? Tại sao không được? Rồi thậm chí quý Phật tử tại gia thờ ở trên là thờ Phật, dưới mình thờ ông bà, thầy đó mà có đến lại Phật, mà thậm chí quỳ mà trên Phật lại luôn bà mình được không? Có sao đâu. Thầy mà sống được như vậy thì đức hạnh của thầy càng tăng chứ. Ông bà nào mà tội lỗi? Có nhiều vị nói lại như vậy ông bà tội lỗi. Nếu mà một vị thầy, thí dụ bây giờ ông bà mình còn sống đi, không lẽ thầy tới nhà thầy chỉ lợi xá Phật thôi, ông bà mình ngồi bên đó thầy đi ngang thầy không chào hỏi nữa. Nếu ông bà còn sống, ông bà ngồi đó thầy cũng phải tới, thậm chí thầy còn chào dữ dội hơn nữa. Mô hợp, bà khỏe không? Bắt tay rồi làm rần rần lên. Còn giờ ta chỉ ngồi chỗ mình cuốc có ba cuốc rồi mà thắc mắc gì.
Cho nên á, mình phải, cái tâm của mình phải là tâm của Đại Thừa. Cái chữ Đại Thừa không có nghĩa là giáo lý gì cả. Cái tâm sống của mình, anh làm một cái việc rất nhỏ mà anh làm bằng tâm Đại Thừa. Cho nên là Mother Teresa nó nói một câu rất là hay: You don't have to do something great, you can do something small with your great heart. Anh không cần làm việc gì lớn lao, anh chỉ làm một việc nhỏ cũng được, nhưng mà việc nhỏ đó làm bằng trái tim rộng lớn. Cho nên đại chúng Phật tử, mình phải hiểu cái chữ Đại Thừa và Tiểu Thừa, nó thoát ra được những cái nghĩa mà như thường chúng ta nghĩ tiểu là nhỏ, đại là lớn. Không phải ở cái amount, không phải ở cái shape, cái hình thức, mà cái tâm lượng. Mình có một chén cơm mà chia 30 người ăn thì chén cơm đó là cơm Đại Thừa. Nói theo gì lịch gì cổ tích Việt Nam là cơm thạch sâm. Cho nên nó cái chữ quy y là nương tựa. Mình nương tựa với Tam Bảo là tại vì giống như con thì có thể từ chối cha mẹ, nhưng mà cha mẹ đâu bao giờ từ chối con, phải không? Nếu có đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai ngoài mẹ. Mình đi hết cuộc đời này, chỉ người mà trong đời mình nhất chỉ có mẹ mình thôi. Thậm chí người yêu mà có ráng chờ đi nữa thì cũng thời gian thôi, chứ cũng không có lâu, chỉ có cha mẹ. Thì Phật cũng thế, Tam Bảo cũng thế. Cho nên trong này mới nói là mình không có nương tựa, nghĩa là đừng có bám víu. Tại vì cái tâm của chúng sanh thay đổi, vậy thôi chứ không có ý khác hơn. Mà mình dính mắc cái đó là mình khổ. Chẳng nương ở quyến thuộc, lợi dưỡng danh vọng. Hai cái này còn dữ dội khổ nữa. Lợi dưỡng danh vọng. Pháp Hòa có sám hối sửa lời bài hát một chút. Quý vị có nhớ cái bài mà khi biết em mang kiếp cầm cả, đêm đêm phòng trà mang tiếng hát cho người đời. Bài đó tên gì? Pháp Hòa cũng sám hối sửa một chút. Khi đã mang manh áo người tu, ta xin bằng lòng mang giáo pháp cho người đời. Nguyện rằng không lui bên lòng ai ơi, cùng đi trong thánh thơ. Lòng trong sáng ai ơi, xin nhìn trong mấy trọn đời. Khi biết rằng đời người tu sĩ sống vui và sống bình an. Trong đó nó có một câu: tình yêu em sờ tình yêu. Thì người tu mình, lời danh ta sờ lời danh, vì lời danh như là hương hoa. Lỡ mai sao ta mất lời danh, ta khổ thật nhiều. Mình, con người mình nó có hai cái khổ: không lợi thì danh. Ví dụ bây giờ á, mình nó chưa nổi tiếng, mà nổi tiếng là có danh. Nhưng mà nhiều khi mình lấy cái danh mình kiếm lợi, phải không? Nhiều khi ở đời có nhiều người, người ta chỉ được có nhiều tiền nhưng mà ta có danh, thì ta lấy tiền ta đi kiếm danh. Rồi có nhiều người ta có danh nhưng mà ta thiếu tiền, thiếu lợi, thì người ta mượn danh người ta đi kiếm lợi. Cho nên gọi là lợi danh. Mà thường xưa giờ các bậc cổ nhân cũng thường vậy. Mùi phú quý nó giữ làng sa mã, bả công danh nó lừa gã công khánh. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Ở trong đâu? Hình như là Cung Quán Ngâm Khúc phải không? Giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Mà người xưa người ta hay ví lợi danh nó chỉ là cái bả đó. Giống như mình nhai sắc mía, mình nhai mía mình hết nước rồi là nhả bả thôi. Rượu mà người ta lấy nếp, lấy gạo mà người ta làm ra rồi là bả rượu thôi. Cho nên mùi là mùi
làng Sa Mã nó gì, mùi bả công danh, nó lừa gã công khanh. Công khanh là những người làm quan, cái công danh nó đã dụ dỗ cái người đó, bả công danh nó lừa gã công khanh. Nhưng mà cuối cùng dứt Nam Kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Giấc Nam Kha là một giấc ngủ ngắn. Có cái ông đó, ông đi thi về đó, ngủ dưới cái cây. Rồi cái ông thấy ông được là đậu làm quan, được vua gả công chúa, được làm phò mã, nhiều tài danh, nhiều chức quá. Cái một ngày nọ vua sai đi đánh giặc, đánh thua, về vua chặt đầu. Cái lúc mà chặt cái đầu cái phốt trong đó, tha tôi. Ông giật mình thấy kiến cắn. Kiến cắn dưới gốc cây. Cho nên người ta hay nói những cái câu mà lợi danh nó giống như là một cái nồi, một cái bữa nấu cháo thôi. Giàu sang chưa chín một nồi kê. Quý vị biết kê không? Kê nấu mau hay lâu? Hả? Đậy nắp lại nấu chút là xong phải không? Vậy mà cái giàu sang nó nhanh, nó nhanh đến mức độ là nồi kê chưa chín mà lợi danh đã tàn. Chẳng nương ở quyến thuộc. Thì bây giờ mình đến đây là mình mới thấy là thí dụ như trong lòng mình, mình có những cái nhận ra được cái đó. Thí dụ nè, hôm qua có một em, nó mới than với Pháp Hòa là đi làm, đi làm rồi thì bị những cái cấp trên đó tìm cách đuổi. Thì cuối cùng Pháp Hòa chỉ nói với em câu, nói thôi con cứ coi như con không đủ duyên chỗ đó, nhẹ nhàng. Thì nó mới nói là lúc đó con cũng thoáng buồn, vì con nghĩ là con đã hành xử những cái gì mà trong khả năng của con làm. Nhưng mà khi họ bắt lỗi con thì con cũng giải thích, nhưng mà cuối cùng họ cũng không có quan hệ. Tại có nhiều khi con người, người ta ở trong một cái cương vị nào đó, người ta không thể chấp nhận được cái sự khinh suất đó. Giống như vua mà không chấp nhận được sự khinh vua vậy, phải chặt đầu vậy. Thì cũng thế thôi. Cho nên mà khi mình nhẹ rồi đó, thôi kệ đi, không có, mình mất cái này rồi, mình mất cái duyên này, mình gầy cái duyên khác. Mình nhẹ được cái đó là mình lóe được cái ánh sáng. Ánh sáng của gì? Công danh. Công danh phú quý. Cái bài mà Pháp Hòa hay thán lúc mà chăm trà: cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cuộc đời nó giống như là pháo vậy thôi, càng nổ lớn thì sát pháo nó càng nhiều. Rồi các tổ mới nói: người đời nghĩ kỹ mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Thân như pháo đã châm ngòi, nổ vang một tiếng rồi coi thế nào. Chỉ cần mà nó dừng lại đó, như cái cô Phật tử có mặt ở đây, có người thân ra đi rất là nhanh và không có nghĩ luôn. Cho nên á, mình có chứ không phải là các ngài biểu mình bỏ nha. Nhưng mà thí dụ như lỡ mà nó có mất thì mình cũng buồn chút nào đó, rồi mình lóe ánh sáng lên, tất cả đều phải buông bỏ. Cho nên Phật dạy ở trong kinh Hải Đảo Tự Thân, các thầy phải quán chiếu như một nhánh cây. Cây nào mà nó cao thì nó phải gãy đổ trước. Ở trong đại chúng ngồi đây, người nào lớn tuổi phần nhiều là ra đi trước người trẻ. Dĩ nhiên có những trường hợp ngoại lệ, nhưng mà mình nhìn theo cái thường thôi, người nào lớn tuổi thì người đó phải ra đi trước. Chính tôi đây cũng vậy. Đức Phật nói xong, Đức Phật nói con đó, chính tôi đây cũng vậy. Một ngày nào đó tôi cũng phải từ giả buông bỏ các thầy. Cho nên á, chỉ có nương tựa với ai là vững chãi? Chỉ có nương tựa với chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Cho nên khi nào mình hụt hẫng thì chánh pháp đó có mặt, nó giúp cho mình bừng lên, sáng lên. Thí dụ mình mất của
hay là mình lỡ mình bể cái gì đó thì tự nhiên mình có một câu đi ra. Người Hoa có một câu cũng hay đó, hễ mà lỡ mà rớt cái ly bể đó, thay vì tiếc của hết á, tôi nói ô hoa khai phú quý, hoa khai phú quý, nghĩa là hoa mà nở thì sự phú quý nó có mặt, nghĩa là giống như cái nắp mà nó rớt xuống, giống như là hoa nó nở là phú quý nó có. Có một năm, năm đầu đầu năm 2021 á, lạnh quá đó, ở tu viện Tây Thiên là bể ống nước, nguyên cái chánh điện là bể ống nước hết, coi như là ống nước nó bị lạnh quá rồi, nó tét cái ống đó, rồi nó nước nó đổ ra rồi nó làm hư hao toilet gì trên chánh điện là bể hết mấy cái bồn cầu, quý vị tưởng là nó đông đá nứt bể. Rồi có bữa đó thì có năm đó thì cháy gara, ở năm thì nước tràn tốn tiền muốn chết đó. Nhưng mà vẫn an ủi không sao, có tiền có nước có tiền, dậu sưởi dậu mắm nói vậy đó, giờ biết mình phải chi, nhưng mà nói để và coi như là mình phấn chấn mình. Lửa mà cháy không sao, lửa đốt hết tất cả những cái tai nạn. Chứ quý vị tụng á, tiêu tai các tường thần chú á, án khư khư hế, khư hế hồng hồng, lửa lửa hãy bừng lên, lửa hãy bừng lên, đốt cháy mọi tai ương mọi bệnh tật. Câu đó, đó. Án khê khê hế hồng hồng, này hư không hãy uống cạn, hãy uống cạn tất cả những khổ đau những bệnh tật. Này lửa hãy cháy lên, cháy lên để tốt những tai nạn. Đó là những cái câu nghĩa của cái bài tiêu tai các thường thần chú quý vị tụng. Nam mô tâm mãn đà một đà nẵm á bát ra đề hà đa sá ta nẵm đắc điệp tha, án khê 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 hế hồng hồng, nhập phà ra, nhập phà ra, bát ra nhập phà ra. Này lửa, lửa hãy cháy lên đốt tai nạn. Này hư không hãy uống cạn những nguồn tai ương. Cho nên mình lóe lên cái chánh pháp á, cho nên Đức Phật dạy á là các thầy đừng có nương tựa vào ai. Mặc dù bình thường quý vị vẫn dạy là nương tựa vô thầy, nương tựa vô người này, nhưng trong tâm mình vẫn biết tất cả sự nương tựa này tạm. Cũng giống như mình có cái áo lạnh á, trời lạnh quá mình choàng cái áo lạnh vô, mình nương tựa cái áo lạnh. Nhưng mà mùa đông mới nương tựa nó, thử mà trời mà nóng chừng mấy chục độ mà nương gì nổi phải không? Lúc này là phải cởi ra. Cho nên các tổ thiền sư các ngài mới nói vậy nè: sống như đắp chăn bông, chết như cởi áo hà. Sống mình mượn cái thân này mình sống, cũng giống như người ta lạnh mà người ta mượn một chiếc áo bông mà người ta choàng lên cho nó ấm vậy đó. Sống như đắp chăn bông, nghĩa là mình sống thì phải nương nượng, nương nước nè, nương gạo, nương cơm, nương bánh, nương đủ thứ hết nè, phải không? Vậy thì mình nương không chứ gì nữa. Nhưng mình nhớ tất cả những cái nương này nó có mãi mãi không? Không. Hồi sáng nương chén cháo phải không? Nương cái bánh giò phải không? Nương gì nữa? Nương ổ bánh mì, nương ly sữa, trời sáng mà nương quá trời. Vậy mà chừng 12 giờ là bắt đầu mấy cái nương nghỉ đâu hết trơn. Giờ chờ trong kiển đánh để đi nương tiếp. Rồi quý vị nương, mình nương vậy xong rồi á, mấy tiếng hồ cái nó trả, trả cái đi kiếm nương. Hồi trẻ đưa cây gậy mắc cỡ không cầm đâu, tới già gậy tao đâu bay. Phải không? Hồi lúc mà trẻ đó, hồi Pháp Hòa mới đi học high school, trời ơi thấy mấy đứa bạn đeo kiếm nhìn trí thức quá, em này cho tao mượn đeo chứ. Nó mày đeo chi? Đeo cho tao nhìn giống trí thức. Nó mày đeo hư mắt? Ờ tao cũng cầu cho tao mau hư mắt để tao đừng đeo kiếm. Tới hồi mà hư mắt thiệt rồi khổ lắm, tại vì đeo thì mình khó chịu mắt, mà bỏ ra thì nó dễ chịu, mà đứng dậy cái quên đạp nó gãy, gãy kiếm hoài. Cho nên mình biết rằng á, những cái nương mình cần nương, nhưng trong tâm trí mình vẫn lóe lên một ánh sáng, mình chỉ là tạm nương. Cho nên người xưa người ta hay nhắc mình á, sanh ký tử quy. Sanh á, gửi, sanh ký nghĩa là sống thì gửi. Hả? Gửi gì?
đây cuộc đời này mình gửi này, đó, gửi thân đây. Cho nên Pháp Hòa thích tụng mấy cái bài sám, tại những cái bài sám nó hay lắm. Người đời ai ai dễ sống lâu, cuộc đời này là thân này chỉ gửi tạm thôi, đây là mình gửi hết. Cho nên các thiền sư sống như đắp chăn bông. Bây giờ anh lạnh, anh mượn cái áo bông đắp vô, chẳng khác nào mình sống, mình nương hết tất cả. Nhưng mà khi mình đủ rồi đó, quý vị thấy không, tới hồi mình đói bụng coi, cái gì đưa cũng bỏ không dở. Mà tới hồi no coi, trời ơi bố thí, ăn đi ăn đi ăn, nói dễ thương chút, ăn phụ tôi với. Còn nếu mà không, mình nói cao siêu chút nữa, tôi đem cho anh cho chị. Nhưng mà thiệt sự là cho tôi. Nhưng mà tôi no quá. Gửi hết, mương hết, nhưng trong tâm vẫn biết mình nương hết. Sống thì gọi là sanh ký tử quy, sống gửi thác về, sống gửi thác về, sanh ký tử quy. Rồi bây giờ mình sống và mình gửi thân mình trên mặt đất, tới hồi mình nằm yên chỗ đó phải gửi thân ở dưới lòng đất, cái phải đi ra ngoài xin thổ địa. Lúc sống vô ở nhà nào phải xin ông thổ địa cho con vô đây con ở, tới hồi mình chết rồi bưng ra ngoài kia cho con gửi vô đây một chút. Thánh tử gửi không nào, thậm chí quý vị cúng dường quý thầy quý vị cũng chưa gửi nữa, thầy cho con gửi. Phải hoài đùa nó gửi chừng nào lấy. Cho nên thưa đại chúng, nói như vậy là mình đừng có hiểu lầm ý Phật, biểu mình buông ha. Nhận cái gì biết nương thôi, mình không có mình phải nương. Nhưng mà tất cả những cái nương này nó chỉ là tạm khi mình cần thôi. Cũng giống như quý vị không hiểu thì mượn chữ nghĩa, nương chữ nghĩa. Nhưng mình nhận được cái ý rồi, quên chữ nghĩa. Không thấy mặt trăng, lấy ngón tay chỉ, đây mặt trăng đây. Thấy mặt trăng rồi, đừng nhận ngón tay là mặt trăng. Và trong kinh hay dùng cái từ đó đó, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển giáo lý giống như là ngón tay chỉ trăng. Thấy được mặt trăng rồi thì cứ ngắm trăng mà đừng ngắm ngón tay. Nhưng nó chỉ là một phương tiện chỉ thôi. Kinh điển cũng vậy. Kinh điển là lời dạy để cho mình nhận được cái đạo lý. Nhưng mà nhận được đạo lý rồi thì đừng chấp chữ nghĩa. Vì sợ mình chấp chữ nghĩa cho nên Phật mới tuyên bố một câu: tôi thuyết pháp 45 năm nhưng tôi chưa từng nói một lời nào. Vì các ngài sợ mình bị dính vào mấy cái chữ nghĩa này. Cho nên đi thỉnh kinh ở cho thầy trò từ ngày Đường Tăng mà đến Tây Thiên mà thỉnh kinh, xin thỉnh chân kinh. Chân kinh là không có chữ. Chân kinh là không có chữ. Cái chỗ tột cùng của đạo là không có ngôn ngữ chữ nghĩa để nói. Còn mình như bây giờ trong cuộc sống mình phải show cho người ta biết một chút gì mình thương, mình yêu, mình hiểu. Cho nên các ngài hay dùng cái câu: xin các bậc cao minh nhận ý quên lời. Ta viết sách cho mình đọc, nhưng mà đọc xong cuốn sách rồi nhận ý thôi, chữ nghĩa lời lẽ người ta đừng bận tâm. Và giáo lý còn dạy mình gì nữa? Y nghĩa bất y ngữ. Hãy y cái nghĩa mà đừng có nương vào cái nghĩa, mà đừng nương vào cái chữ. Vì đôi khi cái chữ nó làm mình khổ. Thí dụ như người Huế mà gặp các cô lớn lớn chúng chào mụ là ta mừng, kính trọng. Người miền Nam mà gặp nó ê mụ. Không được à, phải không? Cho nên cũng cái chữ à, mà ra ngoài kia một chút là thôi, ta mừng thấy cái chữ nó cao đẹp. Vô tới trong này chữ nghĩa nó, cái chữ mụ nghe nó kỳ đó, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình nhận ra được, mình đừng có chấp vào cái chữ đó, mình nhận cái nghĩa thôi. Y ngữ, y nghĩa bất y ngữ. Nương cái nghĩa thôi, đừng nương cái chữ. Y trí bất y thức. Nương cái trí nhận biết, đừng có nương cái nhận thức của mình. Nhận thức là sai lầm. Cho nên Phật mới gọi là vọng tưởng, hay là tri giác sai lầm.
Pháp Hòa nói rõ cái chỗ này để đại chúng đừng có hiểu lầm ý Phật. Đừng có nghĩ rằng đạo Phật dạy mình nó buông xuôi hết tất cả. Không. Cái gì mình cần cứ nhận, nhưng mà trong khi mình nhận vẫn biết tạm. Vẫn có thân nè, bệnh phải uống thuốc nha. Bệnh phải uống thuốc, đừng nói thôi Phật dạy thân này giả uống chi. Thân ăn chi, ăn lát cũng ra hết, ăn làm gì? Rốt cuộc không làm gì hết. Phải không? Biết ăn cũng ra mà phải ăn. Ăn để chi? Để mà nó sống. Sống để làm gì? Sống để tu. Mượn cái thân này để tu, chứ là tu thân. Cái thân này mà nó mất uổng lắm, tại vì không biết chừng nào mới có nữa. Nhất thức nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một lần mất thân, 10.000 kiếp nữa vẫn chưa biết có được thân không. Mà nếu có được cái thân, chắc gì cái thân nó trọn vẹn. Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, nhiều khi mình sanh ra cái thân nó khiếm khuyết. Cho nên mình biết rằng đời này mình được có cái thân mà mình đã, nếu mà nói cho cùng là mình đã phung phí đã 50 năm, đã không biết xài thân này 50 năm rồi. Bây giờ nó những năm còn lại không biết bao nhiêu. Cho nên phải lập tức tu mau kẻo trễ. Từ khi mình hiểu đạo rồi phải lo tu. Tu không phải cạo đầu mặc áo gõ chuông gõ mõ gì ông dùng. Chỉnh đổi hành vi. Tu là gì? Tu là cải đổi hành vi. 50 năm trước mình sống dở lắm, nói ra người ta buồn, nhìn người ta sợ, ở người ta run. Bây giờ mình tu như thế nào để người ta nhìn, người ta thương, ở mà ta thích. Còn hồi xưa mình ta nhìn mình ta sợ, mình chỉ ở thôi mà ta ngồi kia ta run. Cho nên trong kinh Pháp Cú nói không? Dí như nhiều cành hoa kết thành một tràng hoa, chỉ ở thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Quý vị thấy không? Người nào cũng một đời, một con người, một mạng sống thôi. Nhưng mà nếu cái ý chí mình gia vô trong cái thân đó, thân này làm biết bao nhiêu việc, làm rất nhiều thiện lành, rất nhiều thiện sự, chứ không có phí. Hiểu được cái chỗ đó rồi mình mới hiểu đúng cái đạo Phật. Đạo Phật không có dạy mình buông bỏ cái gì hết, nhưng mà không dính mắc thôi. Cần thì cứ mượn nương, nương mà không khổ. Cho nên là người ta bỏ thì thương, vương thì tội, phải không? Đạo Phật dạy mình khác. Bỏ thì thương, vương mà không nặng. Vương mà không nặng. Tại vì sao? Tại vì người ta vương mà người ta cảm thấy nghiệp. Còn mình vương là mình thấy cái nguyện. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình nuôi một đứa con nó bệnh tật, cái người không hiểu, trời ơi trời, tôi đâu có làm ác gì đâu mà sao thế này thế kia. Phật tử không nói đâu. Tôi nguyện nuôi con của tôi vì đó cũng là một chúng sanh. Biết đâu chừng đời trước trên đường đi tôi đã gặp một chúng sanh khổ này, tôi nguyện độ, mà tôi độ chưa hết, chưa trọn, hay tôi chưa kịp, thì đời này tôi tái sinh nó, không tái sinh nó làm con tôi để tôi giúp đỡ nó, tôi chăm sóc nó. Tại sao một người ngoài tôi chăm sóc được mà con của đứa con này tôi sanh ra tôi lại thấy nó là nghiệp chướng? Mình thấy là nghiệp cũng được, nhưng mà hãy chuyển cái nghiệp thành cái nguyện mới gọi là chuyển nghiệp. Tu là chuyển nghiệp. Mà trong cuộc sống mình có những cái nghiệp mình phải chuyển. Mình không có chuyển cái nghiệp, những cái tập, cái cách sống mà dở của mình thì nó uổng đi. Cho nên khi mình thấy được cái cách sống đó rồi, mình lóe ánh sáng lên, mình thấy được cái ánh quang minh mà trong thâm thức mình đã có. Có hai thầy sống chung với nhau, thì cái thầy này thầy mới thích cái bài Lòng Mẹ, cho nên thầy cứ hát hoài. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông thầy ở chung phòng nghe riết, trong đó tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bà mẹ này riết tôi thấy bà giống mẹ ghẻ đó. Cho nên á, kinh điển mà đọc không đúng chỗ á cũng không được, phải không? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tùy chỗ mình nói, hữu thỉnh thì hữu lai,
vô thỉnh bất đáo, người ta có mời mới đến, không có mời không có tới. Tại vì sao? Tại nhưng có những lúc phải là một người bạn không mời mà tới, đặc biệt vậy đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ uyển chuyển của sự tu hành. Có nhiều khi á, tang lễ người ta có mời không? Tại sao mình tới? Vì tình mà tới. Đám cưới người ta không mời tới không? Kỳ chết. Tôi nói kiếm ăn. Phải mời mới tới. Thấy không? Cho nên trong kinh nói á, có nhiều khi Bồ Tát phải làm cái hạnh gì? Không mời mà tới. Tại vì sao? Tại vì mình thấy lúc đó cái sự có mặt của mình người ta cần. Và đôi khi người ta không nói ra, nhưng mình có mặt cho người đó để nó nói lên cái tâm tình, cái đạo tình, cái nhân tình, tất cả những cái mà mình có thể làm được. Cho nên Bồ Tát hạnh vô lượng hạnh, cho nên gọi là vạn hạnh. Vạn hạnh là có những cái hạnh mà thậm chí mình hạ mình, nhưng mà chính cái hạ mình đó nó nói lên muôn hạnh. Vì vậy Phật tử lại Phật. Tại sao mình phải hạ cả thân mình xuống? Tại vì chỉ có giây phút đó mình mới hạ hết cái ngã của mình xuống thôi. Đức Phật giơ tay, chỉ một tay trên trời, một tay dưới đất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có nhiều người nói cái ngã đó là cái tôi, cái ta. Giải thích như vậy cũng được. Nghĩa là Đức Phật muốn nói với mình rằng trên trời dưới trời này không có cái gì làm khổ mình bằng chính cái bản ngã của chúng ta. Nói vậy cũng được nữa đó. Trên trời dưới trời, mà quý vị có đồng ý chuyện đó không? Nếu mình không có cái ngã thì mình nhẹ nhàng lắm. Bước nào tôi như vậy, tôi thế này và tôi thế kia. Thí dụ như người ta kêu mình đi quét nhà, tôi như vậy mà quét nhà hả? Tôi như vậy mà đi rửa chén hả? Thí dụ vậy. Nhưng mà tôi như vậy mà rửa chén mới là vô ngã. Mà tới chừng đó đó, cái ngã thứ hai mới được hiển hiện. Cái chữ ngã trường hợp này, mình sẽ hiểu cái ngã theo cái nghĩa siêu nữa là gì? Ngã này là sự tự tại của một con người. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì chữ ngã trong lúc này mình cũng được hiểu là trên trời dưới đất này không có gì hạnh phúc cho bằng khi con người sống không ràng buộc. Chữ ngã lúc này nghĩa là tự tại. Vì cái chữ ngã này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn. Khi chúng ta nói chữ Niết Bàn là chúng ta nói gọn, mà đôi khi chúng ta không hiểu Niết Bàn là gì. Và đơn giản hiểu là Niết Bàn là cái chỗ chết tới. Nhưng trong Phật giáo cái chữ Niết Bàn nó không hạ trong cái nghĩa đó. Mà người nào có đủ bốn cái chất liệu, bốn cái tố chất này thì người đó có Niết Bàn. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Lúc nào cũng tâm bình thường. Mình ngộ lắm, đeo cái kiến ở trên mắt mà vẫn đi tìm kiến, cầm chìa khóa trong tay mà đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Cái đó gọi là gì? Cái đó là tại vì miễn sao cởi trâu mà tìm trâu. Nhà Phật gọi cái nhà thiền á, dùng cái từ cởi trâu mà tìm trâu. Mình đang sống trong cái bình thường, nhưng mình không bao giờ biết hưởng cái bình thường đó. Thí dụ người ta gặp mình: chị lúc này sao, khỏe không? Chị chán phèo bình thường. Nhưng khi khổ đau nó đến, trời ơi con chỉ muốn bình thường mà sao không được. Nhưng những lúc bình thường thì lại không sống được với nó. Cho nên chư tổ nói sao? Tâm bình thường là đạo. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cô Phật tử thương quá viết câu hỏi lên: thầy ơi, con nói bạn con đi nghe thầy giảng, bạn con nói thầy bình thường quá có gì nghe. Mà con rất là buồn, tại con thấy thầy rất là đặc biệt. Nói không, người ta coi em bình thường là em mừng đó, chứ chỉ sợ họ coi em bất thường thôi. Cho nên ai mà nói mình bình thường phải mừng, hiểu không? Tại vì mình bình thường nghĩa là đói mình biết ăn,
chỉ có sợ đói là đi ăn, ăn tầm bậy thôi, cái đó là bất thường. Cho nên á, mình sống được với cái bình thường đó là mình sống với đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là đạo chứ gì nữa. Mà đó là tinh thần của ai? Tinh thần của Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thiền sư Trần Nhân Tông, một thiền sư người Việt Nam mà Ngài đã dạy mình vậy đó. Ngài dạy mình cái đạo lý để sống, đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Hồi nãy quý vị đâu có bao giờ nghĩ là sáng nay đi lên chùa Huyền Quang nghe pháp thoại được ngồi hạng A đâu. Nãy mua vé ngồi dưới kia kìa, phải không? Rồi thế thái nhân tình đẩy lên tới đây. Nói ráng. Có một cái con lừa đó, nó bị té xuống cái hố, thì người ta muốn cứu nó mà cứu không được. Cuối cùng người ta quyết định thôi chôn nó đi. Thì mới biểu hết tất cả mọi người, mỗi người cầm một cái xẻng, xúc một muỗng đất, lấp đất chôn nó. Thì khi mà nó đứng ở dưới cái hố đó, người ta lấp đất xuống cái nó lắc người một cái đất nó rớt. Là mạng lát nữa 100 cái xẻng đất nó lắc riết cái bồi đất lên cái nó đi ra khỏi cái hố đó. Cuộc đời này nhiều khi người ta muốn lắp đất ta chôn mình, nhưng nếu mình biết lắc mình thì mình sẽ tự đi lên, được chưa? Để là mình, tôi đâu cần làm gì đặc biệt đâu, tôi chỉ cần lắc mình cả, phải không? Tôi không cần làm gì đặc biệt, anh nói tôi nghe tôi hiểu. Nhưng sao tôi nhịn? Tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu. Cho nên đó là ngã. Ngã là sự tự tại của một người, đó là thường. Thường là tại sao? Vì mình thấy cuộc sống này ai sống rồi cũng chết, mà đã biết là chết thì tại sao phải tranh giành? Thôi anh hơn được một chút, anh cũng hơn được tôi chứ anh đâu có hơn được người kia. Không tin quý vị đi ra xe, quý vị lấy xe đó, quý vị lấn, lấn được 2-3 chiếc rồi rốt cuộc cũng sao cả chục chiếc trước, vậy mà cũng cứ lấn. Ngồi chen chút với nhau để được hơn người kia, nhưng mà hơn ai? Nhiều khi mình sống trong một cái cơ quan làm việc với nhau, mình lấn để mình hơn người kia một chức, nhưng mình cũng phải dưới chức của người khác. Vậy mà mình cứ làm mệt mỏi cuối năm, cuối ngày và cuối tháng. Cho nên rốt cuộc rồi mình không có một ngày ngủ ngon, tại vì cái này nó làm việc cực quá. Phải ngày mai phải làm gì để tranh đấu cái chuyện đó. Nhưng mà sống với cái thượng là sống với niết bàn, sống với cái lạc. Lạc là gì? Lạc là vui. Mà cái vui này cái vui bình thường lắm. Ở trong chùa không có ai tới cũng lạc. Còn mà bữa nay rần rần vậy nào không có lạc à nha. Cái này hỷ à. Cái này là hỷ, hỷ là vui. Nhưng mà cái vui này tạm thôi. Chiều nay nè, mọi người đi về hết rồi bắt đầu súng nhau dọn bàn, dọn ghế, lúc đó lạc đó. Em làm chuyện này hoài. Chùa của em á, bển nó chủ nhật nè, em cũng đi gom dép em cất đó. Nhưng mà mình, đó là cái chuyện bình thường của mình, mà mình làm trong cái tĩnh lặng, cái enjoy là lạc. Niết bàn. Thường lạc. Và mình làm không bị cái giai cấp, cái chức vụ nó làm khổ mình. Trời, trụ trì mà đi gom dép. Trụ trì mà đi gom dép được thì gọi là ngã, không có vướng cái tiếng của chữ trụ trì. Cho nên Đức Phật chỉ tài. Cho nên thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, hiểu theo hai nghĩa đều được hết. Nói Đức Phật sao kỳ vậy? Đức Phật lại tự cao tự đại. Phật nói Phật là tôi là tôi là tối tôn nhất. Chữ tôi đây là Đức Phật muốn nói chung cho tất cả mình đó, chứ không phải nói ngài không đâu. Trên trời dưới đất này, chính cái ngã là nhận chìm con người khổ nhất.
mà nó khổ một cái á, làm chức lớn á thì mình vướng rồi, nhưng mà thậm chí làm chức giữ ngựa cũng dính vào đó. Quý vị nhớ ai không? Bạch Mã Ôn đó, Tôn Ngộ Không đó, lên trời giành chức, rốt cuộc được chức gì? Làm cái người giữ ngựa, nhưng tự cao tự đắc với cái chức đó. Đến một ngày nọ bị người ta nói cho mình biết cái chức đó không có lạ gì hết. Bắt đầu sao? Tại sao mấy bữa trước mình lại rất happy, rất là vui với cái ngã đó, mà khi người ta nói một cái thì cái ngã này nó sụp đổ? Như vậy cái chức này nó có thật không, hay là tự mình định nó khổ với nó? Cho nên cái đoạn phim đó trong Tây Du Ký là để muốn nói với chúng ta cái message đó, cái thông điệp đó. Hồi mình chưa đi tu, ta gặp mình ta nói con, cái mình vui lắm. Nhưng mà khi mình đi tu, mình được làm chú tiểu, cái ta gặp mình ta kêu con, tôi là chú tiểu rồi, với cái bằng chú. Rồi cái đứa nào được thọ tỳ kheo, ta không biết, ta vô ta gặp chú, nói không, bữa nay tôi là thầy rồi. Rồi tu được 20 năm tuổi đạo, tuổi đời được 40 năm, cái ta đưa lên làm thượng tọa, cái bữa nào ta kêu đại đức, cái buồn hiu, nói tôi thượng tọa mà cứ kêu đại đức hoài. Nhưng Phú Hòa Nội kết với cái cô Diệu Minh ở đây lắm. Tại cô gặp cổ cứ đi lên đây cổ biểu đại chúng đứng dậy mời thượng tọa. Mình đâu có thượng tọa gì đâu, ông thầy tầm thường thôi là đã mừng rồi. Chờ quý vị gặp em, quý vị cứ kêu thầy Pháp Hòa là em mừng rồi. Chỉ sợ bữa nào buồn kêu em thằng nó chết. Quý vị hiểu là nói không? Thường, lạc, ngã. Chữ ngã này Pháp Hòa muốn nói với đại chúng hai ý. Rồi nếu mà đến cái ngã siêu hơn, đó là sự tự tại. Tự tại là gì? Nó khác với tự do. Tự do là sao? Tự do là khi con người bị ràng buộc và muốn tranh đấu ra khỏi cái chỗ đó, cho nên mới gọi là tự do. Còn người tự tại sống ở đâu cũng là cái nơi chốn của họ, phải không? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Ở đâu cũng là nhà mình hết. Cho nên đó, đối với tinh thần Bồ Tát, địa ngục cũng là thiên đường, cũng là tịnh độ. Cho nên các vị mà tu tịnh độ mà siêu hơn là gì? Ta bà là tịnh độ. Khổ đau là hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không nghèo thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có lang thang mà biết chuyện này chuyện kia, phải không? Cho nên mình cực khổ để mình làm một cái việc là ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu. Chút nữa đây á, chúng ta sẽ được đi lên tắm Phật. Không phải Đức Phật dơ mà cần mình tắm, nhưng mà đây là một biểu tượng để bày tỏ, nếu nói với văn hóa truyền thống là bày tỏ sự tôn kính. Vì đây là mình không phải đang tắm một Đức Phật gọi là thành đạo, mà một con người mới sinh. Cho nên có những người, người ta mới vào chùa đó, mình phải chăm sóc, mình phải hộ niệm, chứ đừng có sống theo cái kiểu là ma cũ ăn hiếp ma mới. Mà mình thấy người nào mới sinh, tức là sơ sinh mà, mới tới, mình phải bảo bọc, mình phải hướng dẫn, mình phải giúp đỡ, để người ta cảm thấy rằng người ta đến với trong cái cuộc sống mới này, nó có được một sự bình an. Cũng như một đứa con nít thôi. Tại sao đứa con nít nó ngủ, nó giật mình vậy mà nó không thấy ai? Là nó khóc, nó không biết nói gì hết, nhưng mà trong thầm lặng nó cảm nhận rằng nó đang cô đơn, nó đang sợ hãi. Con nít mà nó còn biết như vậy thì huống chi người lớn. Vậy thì đây là biểu tượng ha, một đứa nhỏ mới sinh, một người mới sinh,
thì chúng ta chăm sóc. Và Đức Phật ở đây còn biểu tượng cho hồi nãy vừa nói đó, cái tâm tĩnh lặng giác ngộ ở nơi mình. Nhưng mà tại vì mình lăn lộn quá cho nên mình bụi nó bám. Bây giờ mình phải lấy cái nước mình rửa, cho nên trong cái nước đó phải để ít hoa, vì hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ, giới, định, tuệ. Nhưng mà tuệ từ đâu mà có? Từ giới định mà sanh, từ giới mà sanh định, từ định mà sanh tuệ. Nước định pha với nước hoa giới tẩy rửa ra một con người sáng suốt. Nếu mình chưa bao giờ khổ đau, chắc gì mình biết dừng lại để quán lại khổ đau của đời mình, để rồi từ đó mình giác ngộ. Cho nên khi mình chưa giác ngộ, mình là một cái ngã trầm luân. Khi giác ngộ rồi thì mình một cái ngã tự tại. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được chữ ngã trong câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và chúng ta hiểu tại sao chúng ta tâm Phật. Đây là một cái văn hóa, cái truyền thống thôi. Và quý đại chúng nhớ vậy nè, trong tất cả mọi phương tiện đều là những phương tiện để chuyên chở đạo lý. Vì vậy nhà Phật mới có câu gì? Văn dĩ tải đạo. Văn chương chữ nghĩa vốn nó chuyên chở cái đạo lý. Thực chất của đạo không có gì để nói hết. Cho nên chân kinh là không có chữ. Cho nên đường Tam Tạng, thầy trò Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh lên Phật Tổ, nói xin cho con chân kinh. Chân kinh thì làm sao có chữ? Tại cái chỗ chân thật đó, từ ngữ nói là kẹt hết. Rồi rốt cuộc phát hiện ra không được, con trở về thế gian người ta cần chữ nghĩa. À, ông thỉnh kinh này là gì? Kinh phương tiện, cho nên phải có chữ. Cái chỗ tột cùng của sự tu hành là tĩnh lặng. Nhưng mà giờ người ta chưa biết tĩnh lặng, mình phải hướng dẫn đó, như ngồi thiền vậy đó. Quý vị ngồi thiền 30 phút mà hướng dẫn hết 15 phút. Ngồi thẳng lưng, hít vô, thở ra, quán gì, tưởng gì. Rồi đang suy nghĩ, trời ơi, hình như có bún mắm. Thì các vị ta biết vậy đó, nói trở lại, lát nữa ăn bún mắm. Bây giờ ăn món thở trước, tại vì có thở thì lát mới ăn được, còn thở lát mới có ăn. Quý hiểu ý không? Cho nên vị thiền sư trả lời không? Có một người đó đến gặp một vị thiền sư, ông là ông quan mà. Thiền sư hỏi: ngươi thấy gì mà ngoài áo mão cân đai? Ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông này nói: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, trăm năm trời đất chuyển. À, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Mình cần làm việc đó. Có những lúc mình cần im lặng, trở về với chính mình, để nghe mọi sự nó đang chuyển biến trong cuộc đời này. Rốt cuộc mình chỉ hiểu được một việc thôi: ai rồi cũng đi về cái chỗ tịch tịnh đó. Nhưng người nằm xuống tịch tịnh bằng cái sự tự tại gọi là viên tịch. Còn người quằn quại khổ đau để chết gọi là gì? Si lắc leo. Qua đời từ trần. Còn đối với một người giác ngộ, ta coi cái chuyện sống chết bình thường, cho nên gọi là viên tịch. Chữ viên là mãn, tròn đầy, tịch là vắng lặng. Ngày thường thầy cũng vắng lặng, nhưng hôm nay thầy vắng lặng hoàn toàn. Cho nên cái người mà người ta sống tự tại là vậy. Một vị hòa thượng, một vị thiền sư ở một cái nơi chốn mà không có dao cạo râu, tại vì người ta không cho, ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất chỉ bộ râu,
Khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là sự tự tại của người tu. Thôi thì hôm nay nhân chút nữa đây, chúng ta sẽ tuần tự đi lên tấm Phật. Đại chúng đừng nói chuyện trong khi mình tấm Phật, mà phải đem hết tâm thành múc một gáo nước lên, giới một nước thứ hai, định chắp tay xá Phật tuệ. Đừng nói chuyện. Hay là quý vị nói nguyện không làm điều ác, gáo thứ hai nguyện làm các việc lành, gáo thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh, tam tụ tịnh giới. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là chuyên chở hết đạo lý 40 năm của Đức Phật. Ai hỏi mình Đức Phật nói nhiều quá 45 năm, vậy bây giờ anh gọn gãy đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Dạ thưa, đạo lý nhà Phật, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Người mà tâm trong sạch thì đâu bao giờ làm chuyện không đàng hoàng, phải không? Cho nên thí dụ nói tôi ăn chay, nghĩa là tôi không có ăn mặn. Hồi đó Pháp Hoài có một đứa đệ tử đi học về, hỏi con ăn cơm chưa con, nó không có trả lời câu hỏi Pháp Hoài. Nó nói dạ chiều nay con không có ngủ. Ai cũng ngơ ngác với câu hỏi của thiền sư. Nhưng mà tại vì mình nuôi con, mình hiểu con. Nó nói gì thầy hỏi nó ăn cơm chưa, mà nó chiều nay ngủ. À chiều nay nó không ngủ nghĩa là nó có ăn. Chứ nếu nó ngủ thì nó đâu có ăn. Cho nên á, niết bàn là gì? Khi vắng mặt khổ đau. Chữ nơ vana, nơ là no, vana là negatives, không? Niết là không, à, niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, không? Nơ, no, vana, negatives. Whenever you have no negatives, that's nirvana. So enjoy your nirvana. Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được với thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn chất của chữ Niết Bàn. Niết Bàn là nói gọn, mà nghĩa của Niết Bàn thật ra là tám lần, gọi là Niết Bàn Bát Vị. Nhưng đây là bốn nghĩa chính: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà Pháp Hòa muốn nói chữ ngã nhiều hơn là vì cái câu mà Thái tử Siddhartha đã nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi Ngài nói trên trời dưới đất có mình tôi là tối tôn, đừng hiểu Ngài nói Ngài. Ngài nói đây là gì? Tất cả cái tôi, phải không? Tất cả cái tôi đó nó làm khổ mình đó. Mà vừa cũng từ cái tôi đó mà bỏ cái tôi đó thì có một cái tôi gì? Trong sáng hơn, đó là sự tự tại. Chúc đại chúng tự tại.